CIA. In God we trust. Nhưng mà bên này bỏ qua bất bất ngờ với vậy. Cắt tóc cắt đồ này nọ luôn đó. Tự động cho anh đi Đặng làm luôn là. Tôi Đặng làm luôn. Là thử đi. Không biết còn làm được nghề không nữa. Ủa là. Rồi bây giờ là mình trầm 26.000. Đó. Ok các bạn, thì Long Thanh Long CEO hôm nay là mình với anh Vương là đang tới tiệm của anh Sony Đặng để nhận hàng kim cương. Thì các bạn biết câu nói quen thuộc của mình là hôm nay là cuối tuần là mình lại bay từ Cali qua bên Tít Sạt. Các bạn cứ cuối tuần là đi chơi thôi. Cuối tuần là anh Vương cũng rủ mình đi chơi thôi các bạn. Bữa trước là đây đâu có học hành này gì đâu, đi chơi không á. Đó, không việc đi đâu học hành gì đó. Ok, bây giờ mình theo chân mình đi vô trong đó là nhận hàng. Thì để nhận hàng bạn biết rồi, bữa trước là mình đặt cọc là 5.000 đô. Thì hôm nay là mang theo tiền. Đây các bạn, đây là một cái bịch tiền. Mình cho bạn coi, đây là một cái ba lô tiền. Thấy nó dớt vậy nha. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vô chồng tiền mặt và đếm tiền trong đó để nhận mặt dây chuyền coi thử là đẹp hay xấu. Ok anh Vương. Đó, mang một bịch tiền bạn, đây là sinh viên đi du học bên Mỹ nha các bạn. Ok các bạn, tiệm của anh cho Đặng lúc nào cũng đông đen vậy các bạn. Giờ là vô phòng phòng VIP nhận hàng nha các bạn. Đó. Trời ơi coi nhìn kìa. Hai anh. Trời ơi, bữa nay chơi cầm cái chuyền nhỏ vậy anh. À, tại em mới tiếp khách xong mà, muốn cầm chuyền. Trời ơi. Rồi. Hôm nay ok phải không? Ok anh. Rồi xuống đi. Đây hả anh? Giá xong rồi, đang mới bán cái hàng xong nên đồ còn để đây. Trời ơi, bán cái hàng xong còn để đây. Muốn mua cái gì mua luôn. Trời. Em qua lấy giùm cái tính giá để qua lấy cái đồ. Trời ơi, vàng. Đây là anh vô đi, anh đang bán trong tiệm. Là mới có khách hàng, mới tiếp khách hàng xong. Có mai, ôi vậy hả? Có mai YouTube rồi nữa này. Văn chuyên nghiệp mà bỏ vô nói cho nghe rõ ràng phải không? Okay. Cái sao vậy? Bữa nay là tới chồng tiền nên phải nói rõ ràng cái đúng rồi, gì? Để cho bà con nói rõ. Để sao để người vậy hả? Sao cũng được anh. Này nghe hết phải không? À, dạ cũng được, nghe hết. Chơi cùng như vậy hả? Qua đây. Bây giờ thủ tục sao anh? Giờ các bạn ơi. Thủ tục coi thánh giá trước cái đã. Thanh niên mình vẫn nóng. Đó, thánh giá luôn cho bạn. Này anh chơi không chơi credit card nữa ta. Chơi tiền mặt luôn phải không? Đúng. Bữa anh cho đi chia tiền mặt là đếm lên cái cặp đi. Tiền mặt là khoái lắm. Đó. GIA Certified đàng hoàng. Đó. Bà con mà thấy mở ra thấy Certified này là khoái rồi. Certificate của CIA. My god. Trời ơi. Thứ nhất. Trời ơi còn chứ chiên. Đây nha các bạn ơi, nói chung thứ nhất á là cảm ơn Khoa. Khoa được trước lên. Mình đâu có biết mình được vô YouTube của Khoa đâu mà khoe hộp cara này là hay. Hai cara nước đi. Mà bán giá chỉ như mình ông đầu nội bán lấy quen nhưng mà lấy tí nhưng mà lấy tiền. Bà con gọi mình quá trời đời muối hột giống vậy. Hai cara nước đi mà 19.000 trời ơi. Mua chung Khoa. Cái đó là sao lấy đầu ra được, cái đó chỉ làm như nọ. Bạn bè người quen. Ok đúng rồi đó. Đó rồi anh đây. Trời ơi, sao cái này nãy nói sao? Đây là chỉ là bán cho kho bút mà. Yeah, đúng rồi, cái khóa này mới là phớt các bạn biết rồi. Những người nào, nói đâu, nói rằng là những người nào mà đã từng mua hột sòn, biết hột sòn á, thì biết được giá trị 2 carat nước đi mà 19 ngàn, kiếm không ra, bảo đảm. Giống mình nói qua từ phần đầu đó là cái cách mình làm ăn business, mình bán là đúng. Giá cả rẻ, đẹp. Bên, đọc không? Ôi nhìn đã, gió còn hơn thôi. Thế mình sẽ bỏ đặc biệt có Vương, cảm ơn Man City, we here. Đặc biệt có người khách người bạn của Hư Sinh. Vương ở đây. Thấy đẹp không? Dụ. Lấy à, biết không anh này làm cái gì sao? Dữ quá, đẹp nhất răng. Ê, bây giờ quý vị thấy chưa? Khi mà Khoa tới đây gửi cho mình tấm hình thì mình sẽ chuyển như một cái video mà mình làm cái này từ scratch, có nghĩa là mình khi mình từ tấm hình Khoa đưa mình á, mình vẽ ra 3D CAD design, vẽ ra bắt đầu mình mới làm những thấy á,
thế vậy chứ rất là chi tiết. Đặc biệt á, hộp này là hộp Emerald từ nhỏ đến lớn. Hộp này là hộp 30 point, có nghĩa hộp 4 hộp này không là gần 1 carat 2. Tổng cộng mấy cái tổng là một cái này không là 2 carat. Đó. Trời ơi. Đẹp hơn mẫu hình Hoa gửi. Đẹp hơn mẫu hình luôn. Cái là các bạn chú ý nha, cái này là anh Jody Đặng anh nói là cái này là anh em với nhau bán giao lưu nên cái hộp này mới cái giá là 19.000. Đó là hộp ở giữa thôi nha, chứ phải cái tấm này nha. Trời ơi, cái này đâu? Cái này Việt Nam gọi là 1 tỷ hả? Ừ, ở đây ở Việt Nam mình cầm 1 tỷ nhiều khi chưa rờ nổi. Đây là handmade, ảnh handmade là từ đầu đến cuối. Đúng không? Đặc biệt là cái lót này, thấy chưa? Đây. Dù dặn mình rất là kỹ. Đúng cái dây này thì từ đâu được làm chốt vậy? Chốt vô mà có thêm nữa. Hết thầm mét chốt đàng hoàng. Trời ơi, nhìn đẹp á, nhận là tỉ mỉ thì tôi quá đẹp luôn anh. Tỉ mỉ. Trời ơi. Ở sau vô sẽ giới thiệu sau cho anh. Đây, ở đằng sau này chứ. You see, in God we trust. Yeah. Say tiếng Mỹ gọi là IG. W, nhưng mà bên này bỏ khoa bớt mới ngờ chứ. No. Đó, khoa bớt nó chết. Nó chỉ tin là in God à. Có nghĩa là khoa là tin tin trời á. À, cái này á, các bạn này mà có còn mua thì liên hệ mình nha, mình bán bạn 1 tỷ nha, mình mua ảnh. Không có đâu, 1 tỷ làm được đâu, bảo đảm á. Em mình tới đặt cái giống vàng 1 tỷ mà mình không làm đâu. Dạ dạ dạ, bán lại, bán sách tay. À dạ, hàng sách tay này phải tỷ rưỡi cho lên. Đó. Nó có công rồi mỗi cái vé máy bay từ Cali qua đây 2 chuyến. Đúng rồi. Là mất hết mớ rồi. Đúng rồi. Thấy không? Tiền công rồi tiền Uber trả cho Vương trả nữa. Uber rồi 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 đó nhá. Được rồi rồi chở Uber. Nhưng con này đẹp không? Đẹp thiệt. Trời ơi. Đây có cái logo của mình nha, quý vị đặt đây ha. Cái logo nhỏ nhỏ là quý lắm nha. Đâu rồi giới hạn cho coi nè. Logo rồi. Ủa làm logo là nhỏ nhỏ có logo nhỏ. Signature của Johnny Đặng đàng hoàng chứ. Rồi. Cái này á, các bạn biết không, mà đặt anh Johnny Đặng á là bình thường anh làm chỉ có 10 ngày thôi, còn này anh làm kỹ đặc biệt cho mình. Anh làm 1 tháng. Nên nhiều bạn comment đi qua gặp anh Johnny Đặng đi là lấy. Chưa làm bởi xong vì cái này lại. Cái này mình cũng làm kỹ. Thứ nhất là mình cũng hơi bận. Thứ hai rất là kỹ là bởi vì thực sự á, mình sẽ cho Khoa coi cái video. Thường người ta làm chẳng hạn như mình chạy cái wax, mình làm nguyên một cái mảng này là mình đúc làm nhặn luôn. Không, nhưng mà cái này để mình làm đẹp á, mình làm rời bộ phận này, rời bốn bộ phận này rời ra. Cái bộ phận phần trên nè mình làm rời. Để làm gì? Để mình đánh bóng được mấy cái cạnh, tại có thể là video các bạn không thấy được á, chứ những cái cạnh bên hông này á là đều để bóng láng hết. Hiểu mình không? Bóng thiệt có nghĩa là mình làm từng phần, giống như cái mình mấy đứa nó nhỏ chơi cái Lego á, nó ráp từng phần. Rất là chi tiết, mấy cái tròn này cũng vậy đó, mình làm từng hộp rời ra ráp vô, thì vì vậy mình mới clean sạch sẽ khi mà mình cho mình sẽ coi mấy ok cái này các bạn nhớ đón xem trên kênh của anh Jody Đặng đúng không, anh có làm video này đúng không? Đúng rồi, mình mới có một cái kênh tiếng Việt, hồi giờ mình nhiều người rất biết mình về cái kênh Jody Đặng TV là cái kênh của tiếng Anh, thì mới làm một cái kênh Johnny Tuấn Đặng, tại của mình là Tuấn Đặng mà đúng không? Thì rất là đặc biệt. Rồi anh đeo cho em vô thử nha. Đeo xong mới chồng tiền đếm tiền cho các bạn xem rồi này nọ rồi chứ. Đây bạn coi cái đây hình nền đẹp nè, này họ anh vô VIP office là biết đó. Chuẩn bị uống rượu uống đồ ha. Đúng rồi, mình celebrate chứ. Đây các bạn. Office ở nhà có cái đôi cái theo. Cái này phải đợi tí nè. Anh vô Đặng anh gỡ ra lại làm lại tí nè nha. Đây. Các bạn cái này là họ đeo cái này vô là họ, mình phải thay áo cho bạn mới thấy đó, họ đỏ. Cái này là phải mặc áo màu đen. Vậy đó hả? Đúng không? Thì có thấy đó, chứ ổng ghê chuyện chơi vậy đó. Phải bỏ thay áo màu đen như này. Cái mũi cặp sau là anh nghĩ. Đó, đây cái cặp này là cái cặp tiền. Ôi trời. Đó. Này chơi thẳng tiền mặt à. Chứ có mặc áo màu đen thì chi. Ôi ôi các bạn thấy tiền chưa? Đời cái áo trong này. Tiền Mỹ và phải tiền Việt nha. Trời ơi. Tiền Mỹ nha, phải tiền Việt chắc. Ôi, Khoa nghĩ là nếu mà mình mang 1 tỷ đồng tiền Việt khoảng mấy giỏ. Đó. Ha. Đúng tiền rồi. Tiền Việt mình 1 tỷ thôi. Cái này tiền đô có mấy chục ngàn thôi mà là đó là một giỏ rồi. Sách tiền mặt cũng đi cờ cờ. Đây bạn. Trời ơi. Khoa dân chơi mà đâu phải là dân mà sợ đâu không? Đó. Lấy tiền ra giờ tao lấy cái áo ra. Đây. Đi mua kim cương, nhưng mà các bạn biết không, mình mua cái áo này để đi nhận hàng của anh là mua đặc biệt riêng luôn á. Cái áo này giá là 18 đồng các bạn, rất là mắc. Ông mua cái áo 18 đồng để khoe kim cương tẩy cũng hay, cũng chịu chơi á. Đó, mặc vô thì nó mới nổi đúng không anh? Anh vô đi. Đúng rồi đó.
đó. Yeah. Cái áo kia nó không có nổi lắm. Yeah. Cắt tóc cắt đồ này nọ luôn nó. Nó làm rapper luôn mà. Hợp lý luôn á anh. Trời ơi nó nổi. Đúng rồi, đúng luôn á men. Hợp lý không anh? Ừ. Ánh sáng không? Có ánh sáng không? Đó. Không cần ánh sáng, hộp sàn này xịn mà GIA certified. Lớp. Yeah. Ok. Nước đi color. Nước đi color luôn đúng không anh? Lớp. Đâu, cho bạn coi luôn nè. Đây. Các bạn nhìn nè. Ừ. SI 2 carat. 2 carat. Đó là hộp center đây ha. Ừ, hộp center. 2 carat đó. Cái số lành hết. Ok. Bà con mình nhìn thấy GIA hiểu rồi. À nhưng mà mình nói tiếng Việt sơ cho Khoa chắc cũng có nhiều người cũng biết về hộp xoàn. Dạ. Nhưng họ không có rành về tại sao cái giá của GIA là gì. Vì GIA là một cái công ty nó định giá độc lập. Nó có giống như EGL, GIA. Thì cái thằng này á, bởi vì cái sự định giá của nó là quá chính xác, đâm ra nó được thế giới công nhận. À. Giống như tiền đô, tiền Việt, tiền Ấn Độ. Ừ. Thì tiền đô sẽ được thế giới công nhận là bởi vì nó chính xác, dạ, nó có giá trị. À. Đó, đâm ra là đó. Cái này nếu... chắc là phải giới thiệu bằng tiếng Việt cho dễ hiểu. Cái này giống như bằng đại học, đây là bằng học Harvard. Nó khác với bằng đại học trường thường. Đúng rồi. Đúng, 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 đúng anh. Nếu anh có bằng một cái bằng đơn giản giống bạn có một cái bằng bác sĩ ha. À. Nếu mà bác sĩ ở Việt Nam thì cũng là bác sĩ nhưng mình được công nhận ở Việt Nam. Chứ mình không có muốn nói là về bác sĩ Việt Nam mình không giỏi. À. Nhưng nếu mà bạn có một cái bằng bác sĩ quốc tế thì bạn được công nhận ở Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ, tất cả các nước bạn đi thì được công nhận. Thì đây là cái bằng gọi là bằng bác sĩ quốc tế. Dạ. Hiểu không? À, okay, đúng không? Okay. Anh cũng bác sĩ nhưng mà anh bác sĩ Việt Nam qua đây đâu cho làm. À vậy hả? Đúng rồi, thực sự nó cũng phải thi lại. Yeah. À là thi lại. Là này phải bánh luôn. Sao? Anh vừa hỏi mua nhà, mua đất hỏi ổng nhờ đầu cái đai mình ông đâu. Ông hiểu gì về đai mình? Đeo cho ổng thử luôn anh. À, cái này mình mới làm. Mua thử đây. Để mua cho lạc đà ấy. Đó, đeo thử cho lạc đà. Cái này mình mới làm để đeo thử Vương coi. Tại mình đang bữa vụ Khoa mua được rồi chưa vụ Vương. À. Ờ. Ủa, anh này ra cày ruộng mà anh quất cái dây này nghĩ coi đi cho hôn cao cổ ăn rồi con nghĩ cho ngày mai mà đi săn đeo cọng này vô là đúng rồi chứ đúng mấy con này á. Ê Khoa thử này luôn coi thế hả? Cái này mình cũng mới làm nè lực. Cái này cần 100 carat hộp xoàn. Trời, 100 carat hộp xoàn. Nếu mà bán ở đây là 120 ngàn, tính tiền đô là nhiêu ta? À tiền Việt là nhiêu ta? 120 ngàn có 3 tỷ. 120 ngàn, 2 tỷ mấy? À, nổ 3 tỷ hả? 3 tỷ. 120 ngàn. Đó. Đó. Đặng phiêu thử gây 120 ngàn như thế nè. Rồi, 3 tỷ. Không bằng cái thánh giá của Du nữa. Trời, nó nặng. Cái này bây giờ sao, muốn cắt ngắn hay dài không? Du nghĩ sao? Ủa? Muốn cái dây á, cái dây thế được chưa? Muốn cắt ngắn hay dài hơn không? À, thường ta đeo sao ta? Anh tư vấn được không? Thường ta đeo ngắn rồi hả? Chút. À, ngắn chút hả? Thực sự mà nói, nếu mà như vậy là đẹp nè. Tại đó, bây giờ nó đeo á. Hồi xưa á, cái thời trưa thì nó bay giống như mình á, giờ nó đeo vậy. À. Nó thể hiện hồi xưa thì nó dài xuống vậy một chút. Ừ. Nhưng mà mình nghĩ đối với mình á thì nó ngắn là gì hả? Như vậy á là đẹp. Đó, đó các bạn nhìn nè, đó. Vậy ha. Vậy là đẹp. Nhưng mà cắt nhanh không? Nó cắt có liền, cắt có liền. À cắt có liền anh. Đó, ok, giờ mình nó tiếp tục cái giai đoạn gọi là thanh toán xong rồi nâng ly chúc mừng ha. Đúng rồi, rồi vô đi. Ok, giờ coi lại cái tờ giấy. Nay nghe anh trên này nói nay chỗ anh thanh toán bằng khôi luôn rồi hả, chứ đâu có còn thanh toán bằng nay mà thanh toán khôi cũng được nó mới ghê. Dạ anh thanh toán bằng khôi được luôn. À, có nghĩa là crypto mình có cả dĩ nhiên Khoa biết rồi. Bitcoin, Dogecoin, nhưng mà hiện giờ mình mới ra cái Diamond Coin. Diamond Boy Coin. À Diamond Boy Coin. Tí này chỉ cho Khoa biết. Thanh toán này chữ này. Thanh toán chứ đâu, ok. Mình sẽ nói về Diamond Boy Coin. Đây là cái tờ giấy hiện thoại cách đây 1 tháng nha các bạn. Đó là còn 26 ngàn đúng không? 26 ngàn. Anh đúng rồi. Đó, cái bữa là trồng trước 5 ngàn, bữa là gần 32 ngàn, anh giảm xuống 800. Đúng rồi. Còn 31. Bán rẻ lắm á men. Trời ơi. Hai. Hèn gì nhiều người gọi tới đúng không? Đúng rồi. Mà muốn cái hộp giống Khoa nó đồng to rồi. Kiếm được cái đầu ra. Kho đi view nhà hàng á thì vô ăn món giống Khoa. Bây giờ mua kim cương hộp sòn cũng vô đòi muốn mua giống Khoa luôn trời. Trời ơi, có lý quá. Rồi bây giờ đó, thật sự có nhiều người cũng muốn hỏi hộp như vậy. Nhưng mình nói thì giá dĩ nhiên nó phải cao hơn vậy. Không phải là không có. Nhưng mà mình chẳng lẽ bán ai cũng lỗ hết thì sao sống. Đúng không? Đúng ok. Rồi bây giờ là mình trồng 26 ngàn. Đó. Đẹp chứ ha. Đó. Đây này là làm cho đẹp ra nè. Này không đếm sẵn chứ, này mình ngồi mình đếm hết còn mất cả ngày. Đó các bạn. Chơi toàn kiểu như 20 đô. 20 đô cho nó nhiều nó nặng các bạn. À mình đang chơi này đúng không? Đây. Rồi đi qua là phải cầm tiền vậy các bạn. Ừ. Đầy trong này luôn. Đó. Nhưng mà như vậy là đủ rồi các bạn.
để đếm rồi. Thôi đưa thêm à, đếm rồi tôi đâu để dư tối đi club xài với hả? Nó đi quậy đúng không anh? Này 20 20 đúng không? Xíu 6 ngày bài cái đếm không? Không để cho mấy luôn. Trời ơi. Lấy mấy rồi điểm đi để xíu mất công lắm. À. Tối này tin mà này có khả năng cắt tiền. Bao nhiêu rồi? Tiền từ ngân hàng đây 4, 6 ngàn nữa. Rồi, 6. Tiền từ ngân hàng mà. Đó. Ok. Còn gì nữa không? Đếm hơi căng ngày. Nghĩa là đây là gọi là tin tưởng rồi đúng không? Đúng rồi. Đó. Để đếm chuyên nghiệp ông trời dân kim cương có khác. Đúng rồi. Cái nhẫn này là bao nhiêu hộp, bao nhiêu ca đạn? Nhẫn này mới mày là ông mùi này nghe cao tiền phải không? Còn đây. Ông còn cây nhiêu mà. Ông còn nhiêu mà. Trời ơi, còn nhiêu mà. Tiền này tôi đi rút rồi ta. Tiền này đi du học. Giữ thế em cái lý à. Cái này sinh viên đi du học các bạn còn qua ông trụ rồi đây đó. Mới làm hộp center là 10 cara. Cũng chơi ai. Chơi ai luôn. Chơi xung, xung quanh là em rồi. Ôi ôi. Đèn ngón này chắc vừa nè. À. Đây hả? Thử đi. Trời ơi. Nhìn cái này thì hộp rẻ hơn hộp kia mấy bữa một chút. Rẻ hơn hộp 15 carat. Trời nhìn đã cho trời Rolex rồi hộp sàn đi học với được người ta đi học gì được không? Có lý có nguyên bộ này đi nghỉ coi. Mấy đi học trời ơi. Em mới đi học là mấy em tay rồi. Khỏi nói luôn á, khỏi học thầy cô thầy cho ra trường. Bạn đã ra trường. Tại học làm gì học để kiếm tiền bây giờ tôi giàu quá thì càng gì học. Bây giờ làm cái hình nền cái nào. À làm cái tấm hình đi. Dạ, anh ngồi xuống đây, anh ngồi xuống đây, anh ngồi xuống đây. Thôi vui đi cho vui làm kiên bữa đó. Dạ yeah, ngồi kiên bữa rồi. Anh vui rồi đó. Mình làm vui bữa giờ đi cho khoan làm vui bữa đi. Ok rồi, rồi, rồi. Giờ làm sao? Mỗi người cho anh mua ấy nha. Dạ, cái này đây. Đó. Đừng chơi luôn. Là cái này xong ha, để biết trả mình lấy đây giữ đây ship okay. Này ha. Thì ship anh ký tên nè, đó, ký tên các bạn đàng hoàng chứ. Trời ơi. King of Blin. Đây cái mâm của ảnh. À, cho tên mình nha. Nên nha, nên xong, gì ha. Đúng rồi, làm giống hip hop á. Ồ, mà có bộ răng nữa chứ, mình bỏ bộ răng. Có lý rồi nè. Thiệt á, làm vô bộ răng vàng có lý lắm á. Trời ơi, dụng lắm. Ông thấy còn tiền nhiều đâu, ông đòi á. Giờ mà đang mà thấy có tiền là móc mà. Đúng không? Đó, giờ đây cái cộng dây chuyện của mình. Đó, vui vẻ, thì để vô gồm. Bạn chụp phải không? Dạ. Ok. Rồi, quá đẹp luôn không? Ok. Khi sao? Đúng rồi, phải vậy đó. Dạ. Nè, 1, 2, 3 cái nữa nha. 1, 2, 3. Ok, cái gì gửi cho em tấm mình cho coi đó chứ. Thấy không? Có lý ha. Đẹp quá đẹp. Ủa, luôn. Có nhẫn rồi. Ừ. Thôi ơi, khui rượu ra. Ờ, à, đúng rồi. Đi anh. Đi muốn rượu, xin muốn ai gì đó. Bóc champagne. Bóc champagne. Muốn champagne không? Dạ, yeah. À, champagne này. Champagne này ha. À, ok. Champagne này con nhắc rồi. Champagne. Ờ, quá trời rượu luôn. Trời ơi, mình mua tiền tỷ mà lo cái gì đó. Mua áo 18 đồng rồi đó. À, mình đang mua tiền tỷ mà. Rồi, cái kia này nó sáng hả? Trời ơi. Trời ơi. Ông đeo còn mạng sâu luôn, cái giá gì vậy? Trời, lúc này nhau rồi. Chủ đẹp quá kìa. Đeo mới còn hành nha bạn. Còn cách của ông chủ của Diamond là đeo mới còn cái mạng sâu lưng kìa. Sợ cho ta biết. Là biết giá nhiều. Cái mạng của em bị thay, anh phải làm đeo cái mạng to như vậy đi học, người ta biết giá nhiều. Đúng rồi. Người ta tưởng nó hàng phép đâu. Rồi, rồi. Nhìn Blin, nhìn xem. Blin, Blin. Ê, này độc quyền của mày. Đã bảo là muốn có bi nào cũng được á. Ừ. Được nhưng mà đã bảo không bao giờ sắc sảo. Kỹ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quá kỹ luôn mà. Thật sự là trên mạng em nhìn thấy nó không đẹp lắm mà ra ngồi công nhận là anh làm nó kỹ nè. Một tháng chờ đợi rất là đáng đồng tiền quá. Gọi là vua mà. Đó, giờ khui là khui hả, khui khui. Đó, anh vừa cũng làm chiếc là khui xong có khói là chồng tiền luôn. Sao em cho mượn tiền mua nè. Cặp này nhiêu? Vừa nè. Chăm cái đèn. Ôi ôi. You mean celebrate. Dạ. Ôi ôi. Năng ly nha các bạn. À, trời ơi, nhìn đã lên tay chân. Nó kiểu là du học sinh cái này chết luôn anh Vô. Du học sinh này được không luôn? Thường đi học nghèo sẽ bà luôn. Khoa này đi học nghèo quá. Cái này học không nghe. Đi học. Cái này đi học đại ca đi học có chứ hồi xưa mình đi học đi xe đạp. Nghỉ coi. Qua đi học và cái xe mà không có AC. Không có mấy lạnh nè. Má rồi đi cầm tay ly kiểu này chắc do ba mấy em tứ đường luôn á nhớ. Anh Vương hả? Kệ thầy tiến bộ mà đúng rồi. Rồi đi học kiểu này là chết luôn á, 10 điểm liên tục. 10 điểm liên tục, đúng rồi.
Cô giáo thấy là ôi, rồi, chúc mừng Lê Phương. Dạ, ok. Và mọi người đây cũng nhân dịp cảm ơn Khoa, Vương, những người bạn Việt Nam thì cũng rất là vui mà là mình gặp những người Việt mà tốt ở Việt Nam qua đây du học gặp nhau, đó là một sự đoàn tụ rất là hay, dạ. Rất là vui. Em cũng rất là thích là gặp những anh rất là thành công trên đất Mỹ. Có công mài sắc, có người đen kim mà không? Đen kim cương. Ok rồi, bây giờ đến phiên hai người hỏi mình muốn hỏi gì đây? Ok, chào Khoa hỏi trước. Khoa hỏi trước. Dạ anh là ai vậy? Em chưa thấy lần nào luôn á. Sao không người thấy cái tiệm vậy? À bà xã mình hả? Ồ à. Bà xã mình tên là Băng Tâm. Thì thực sự bà xã mình làm accounting. Nó accounting là về giấy tờ á. Vì vậy bà xã mình làm về ở nhà thì nhiều hơn. Thứ nhất, thứ hai có hai người con, có hai đứa con là đứa gái anh trai. Thì ở nhà chăm sóc là lo gia đình thì cũng rất là đỡ. Nói chung là công mình chứ không mình bận rộn quá đâu lo được cho mấy đứa nhỏ đâu. Chở đi học nội đưa đón không hết ngày hết giờ. Rồi thuế má trả tiền công. Thì bà xã mình là đằng sau hậu trường nhiều hơn là đằng trước. Cái câu hai là gái anh nhiêu tuổi hả? 16 tuổi. 16 tuổi các bạn. Gái mình 16 tuổi mới học à. Sang năm gái mình sẽ lên lớp 10. Thì con trai mình gần 15 tuổi rồi. Đó. Đây đúng rồi, có giới thiệu luôn. Gia đình đây mấy mấy bạn. Trời đây bà xã mình Băng Tâm. Gái mình là Giáng Tiên. Giáng Tiên. Biết này tên gì không? Tên gì? Thương Tiền. Thương Tiền. Tên ngầu vậy đó. Tiếng Việt là tên Thiên Tường. Tên là Tiên Tường. Thì đó là chữ Thiên. Thì mình nghĩ là Thương Tiền đó. Thiên Tường vì vậy là Thương Tiền. Ông còn tiền cái kim cương mà. Đây là trai của mình nè. Và hy vọng mà lớn lên hai đứa mấy đứa bé sẽ theo về làm ăn, về kinh tế. Ok các bạn, bây giờ mình với anh Johnny đang đi xuống cắt cái cọng dây chuyền. Giờ vô cắt cái cọng dây chuyền. I need them, can you wrap the mirror? Huh? The mirror. Yo. Rồi. Đây, quay lại workshop nhưng mà ngày thứ bảy thì mọi người nha. Hầu hết nhân viên đều nghỉ, chỉ để vài người lại thôi. Dạ. Thì mình đo thì muốn cắt bao nhiêu, mình có thằng thợ rất là giỏi ở đây. Thì đứng này cắt đây đúng không anh? Đúng rồi. Ba đây hả? Dạ. Yeah. Đó. Đây là Israel, he the master. Master. Bây giờ là có nghĩa là he do everything. Hello anh. Ok. Hello, ok anh luôn. Nói tiếng Việt luôn, làm giật mình. Yeah, he know Vietnamese. Ah. Ok, để mình đo thử cái cắt khoảng bao nhiêu thì được ha. Dạ. Cái lock đâu rồi. Đó. Đứng thẳng coi. Yeah. Nghĩ sao? Đẹp. Vậy đẹp á ha. Dạ. Yeah. Nó lý á. Rồi. Vậy ha, đúng rồi đó. Ok anh Nghiệp. Nghiệp nhìn nó. Đó. Để mình cắt luôn đi rồi cho nó hàng. Anh cắt luôn, anh cắt luôn. Yeah, yeah, yeah. Đây coi cắt nè. Cắt. Cái gì vàng cắt đâu khó. Con này cứng lắm em. Cắt này không nổi á. Kiểu này ra Sài Gòn nó giật thấy mẹ rồi. cắt dây mà không đứt, kéo này nghe vô nghỉ rồi. Cái này giật bà nội nó giật được đỡ á. Tại cái này nó đứt cổ chứ không đứt ấy. Không đứt dây. Ok, Israel, can you sit here? Để quay cho nó ngồi. No, I'm gonna serve you. Quay xe ha. I don't have no nothing. Xem mình không cắt chính giữa, mình để lại cái đầu đó nha. Thì mình nói hai đầu lại. Không đẹp. Không đẹp à. Nó thấy cái dấu nối không đẹp. À, mình bỏ vô đằng sau á. Thì nó giấu. Giấu trong cái đó. Giấu trong cái chốt. Đúng rồi. Đó. Chứ mình nối hai sợi dây lại thì nó không đẹp bằng cái mình. Đây, giờ coi mình thực tế, ảnh này hả? Thôi để tôi làm luôn cho, let me do it. One time. Đúng rồi, ok, anh làm nó. Lâu lắm không làm, đang biết làm được không nha. Nhớ kìa. Lớt, cô lại tự động cho anh đi đặng làm luôn là. Coi đặng làm luôn. Là thử. Biết không biết còn làm được nghề hay không nữa. Ủa, cái này đâu có thấy đường nữa, trời. Ủa, chuyên nghiệp không? Ủa là nó xăng luôn hả? À ha. Để nó móp cái chốt cho anh. Không hả? Nhưng chuyên nghiệp mà thầy nói sao trời. Nghe già chứ cũng có lý à. Nhưng mà càng cái kính mới thấy đường mày ơi. Mày mắt mũi yếu à. À. Đó. Đó.
Thì khi mà nó hàng lại á là nó ồ vụ này lạ lâu lắm mình mới ngồi làm nghề á mà. Dễ à, nó thiệt á, bao nhiêu năm trời. Xưa mình làm này là mỗi ngày á. Can I get the glass? Can I see you, man? The look of the guy. Yeah. Phải có cái lát nhìn vô mới rõ à. Đúng rồi. Tại mắt mình bây giờ. Bình tĩnh làm từ từ thôi, phải cho kỹ cho nên nó giật rớt cái công với chiên. À. Đó, mình bỏ trong này nè, thấy không? À. Phải cái nét nào làm nè. Ừ. Làm chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp không? Thôi xỉn mà mấy. Mài một chút. Thấy không bóp không? Mài không? Nó bị tẹt ra đúng không? Đúng. À. Ghê. Cho đi đặng làm luôn đó nha, có giá lắm á. Ủa cái này là playless á. Giá trị này rất là cao. Đó, thì mình để về thấy không? Nó nằm trong này á. À, làm hàng lại là nó không bao giờ mà nó bị không bị xấu đúng không? Không thấy dấu. Dạ, không bị xấu nữa. Dạ. Thì cái đây là cái vảy ha. Cái vảy hả? Đúng rồi. Cái vảy vàng không? Anh. Cái này vàng, nó có hai loại, cái bằng trắng và vàng. Đây là thép hay là nhôm? Vàng chứ. Vàng hả anh? Vàng mới được chứ. Dạ. Chung vàng với nhau mới ấy được. Nó mới hàng được. Không, nhận gỡ cộng cái chuyện quăng cái bụng á. I know, tội ha. Cái này đồ quý mà. Có tờ giấy là đàng hoàng. Úp mặt rồi quăng luôn. Thiệt tình luôn á. Phải đen nha. Phải giữ cái đầu cứng lại. Một đầu này phải cứng cái đó. Ai phải giữ cố định cho nó. Đúng rồi, thằng này nó phải cố định. Cái ai thợ kim hòn đi học kim cương to chả bé lũ bay rồi đi Rolex rồi đi à, ngồi đi làm mới ghê. Ngồi đi làm mới không gì. Cái này là chỉ có cho khoa bớt thôi chứ cần. Còn mấy khách khác là tép bơ cũng không được luôn hả? Chưa có cửa. Chưa có cửa. À. Việt Nam gọi là no door, tiếng Anh gọi là no door. Bít cửa đúng không? Bít cửa. Không có cửa. Đó. Đó xếp giữ như vậy nó mới dễ. À, cái đó là cái bắt lửa hả? Bắt lửa lên. Là gấp cái nhỏ. Ủa cái này phải cần tỉ mỉ cao lắm chứ bộ. Dĩ nhiên rồi, nó cần hỏi lại hai tỉ mỉ lớn à, để vo lại thành tròn như vậy. Cái mình mới thả vô đây được. Trời ơi, cái này phải quay ha, kiểu như 4K rồi 6FPS mới thấy nổi hả. Cái kềm của anh nó bằng nhiên liệu gì mà nó chịu nhiệt tốt hả? Sắt thôi. Sắt hả? À, nhiệt diệt của vàng nó thấp không rồi đúng không anh? Đúng rồi, cái này nó... Chết mẹ là dính cái miếng gì lên rồi kìa. Ba. Hàng hai bên luôn cho nó chắc phải không? Cái điện thui thì sao đẹp? À phải mài lại hả? Đúng rồi. Đó. Đó xếp lại thôi. Ô, 30 năm rồi giờ ngồi còn làm được cái men. Hồi xưa là cái nghề này chính của mình là vậy nè. Chứ là trời ngồi cắt một khúc hàng. Dạ. Đó. Đó chứ mỗi giờ 5 đồng á, nãy giờ á. À mỗi 5 đồng hả? Giờ là 5 đồng rồi đó. À. Này 5 đồng không? Đó, trời luôn rồi, không lấy tôi nhỉ. Dạ, rồi à. Mỹ vàng hả dốt. À, đi vàng dốt cho. Sang mà, đó, giờ ra đi nhúng axit. Xong. Đó. Vậy xong rồi hả? Xong rồi. Tao đưa mượn coi cộng cho thấy sao. Nóng á. Đây cầm gì đúng không anh? À ha. Lấy thu vô luôn vậy. Ra bỏ ốc xích. Xích nào? Xích nó móng lại hả? Vàng ở Mỹ là cắt xong rồi giục các bạn. Nó không lấy. Còn bắt rô lét nè. 4-5 mắt là phải giữ lại. À vậy hả? Đáng quý. Là xích không? Thấy vậy, có nghĩa là mình giờ không làm lâu quá rồi quý rồi. Ok, giờ thấy nó dơ chưa? Ok. Thấy nó dơ đen xì đúng không? À. Vừa đen bóng. Đen bóng. À. Ăn được chưa lớn rồi mẹ. Rồi, rồi đen bóng. Ngày xưa cũng vậy hả anh? Dạ, nó xếp. Xưa là y vậy đó. Cục gì đây? Ok, kẹ cái gì? Là cái phấn. À, cái phấn hả? Cái phấn mình để vô á. À. Nó đánh cái cho cái vàng nó bóng lên. À cái này giống tết mà lưu đồng rồi xong đem ra ngồi mài á hả? Đúng rồi. À.
lá xoay tây mình hồi xưa mà nó mọc không được luôn, nó dơ. Là mình làm cái tay cho mình bị dơ vậy hả? Đúng rồi, đánh bóng là nó vừa. Rồi, đi học tồn, rồi mất không lại, còn để đâu? Cắt bỏ túi rồi. Cắt bỏ túi rồi, đi đánh bóng rồi cắt vàng rồi. Không tồn rồi. Ghê ông thợ đi tay đi rô lét rồi bài vàng của mình. Đánh bóng một tròn nữa. Vụ này là hiện trường lạ này, đặc biệt lắm á. Lâu lắm mình mới ngồi làm cái này nè chứ bộ. Nhớ nghề không anh? Bảo nhớ nghề hả? Nhớ chứ hả? Nè, những xưa nó quý này lắm ngồi. Thôi giờ bữa hàng này bán lại ngon nè. Hàng kho búp handmade nè, vô đi đặng lự tay làm rồi. Có lý lắm á. Ngon. Cái này bán đấu giá là tiền tỷ. Hợp lý luôn. Tự mình làm chắc không anh, một mối là chắc rồi đúng không? Trời ơi, ở này mày kéo xe cũng à. À, rồi bắt đầu qua clean tiếp. À qua clean. Công nhận cái quy trình. Cái đó là gọi làm khô hay làm nguội hả anh? Làm nguội ha. Yeah. Cái này nó sẽ làm cái này nó điếp xuống làm trắng hơn nữa. À, làm trắng hơn. Là trắng bóc luôn á. Này là axit anh. Cái này là axit, mà axit này là vàng. Là yeah. Là nó gọi là rhodium á. Dạ. Đó, đây là. Ồ, bực này là mình bực lấy lên nữa chứ. À, rhodium. Nó phải soi lên à. Nó có điện, nó có dòng điện ha. Nó chạy qua đây, nó soi này lên. Thấy vậy không? Nó soi lên phải không? Rồi đó, thấy không? Đó. Điểm nè, thấy không? Cái này bỏ vô đây nè. Thì cái này á là mạ nó gọi là vàng, cái nước này là nước vàng nè. À. Đó, bỏ trắng lên. Rồi, tắt đi. Tắt đi. Xong. Trắng bóc bình thường. À. Đây. Đó thành gì lại? Ok à, như cũ. Nãy đen xì nãy thành như cũ. À. Đó. Thì chắc cái khóa con này rất là chắc ha. À. Cái khóa này có cái lớp mình làm đặc biệt á. À. Nó bỏ ở đây nè. Đẩy này gài vô đây. Ok. Anh mặc. Nó gài hai bên nha, make sure là gài cái bên mình nó click vô á. À. Muốn mở ra phải bấm cái này. À, bấm này mới được, bấm này xuống. À. Đó, make sure nó có đầu chơi hai đầu. À. Nếu mà vô bỏ này tại nó tròn á mà kéo ra nó không dính á là phải bỏ ngược lại. À. Make sure cho nó dính. Rồi hiểu anh. Hiểu nó không? À. Rồi cái này là quá an toàn. Rồi, chắc chắn luôn. Quá chắc. Quá cái luôn. Này là quá chắc. Rồi. Mất cái thanh giá rồi. Ông quăng cái thanh giá như quăng rác rồi vậy. Thanh giá của người ta hàng tỷ mà. À. À. Cái thanh giá mới quan trọng ha. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị đeo lại cho mình. Ừ. Trời ơi. Có lý ha. Lý ha. Nó phải đo chết. À, mới đeo bằng đầu đó. Ừ, nó có hai đầu ha, một đầu thằng hai cái đầu này mới vô được đúng không anh, cái đầu kia là không đeo được đúng không? Đúng rồi, đầu này vô được. Nhớ nha, tôi muốn tự đeo thử là lúc nào mình coi cái thằng này nó có bỏ vô dính mới được. Dạ. Nó không dính là nó bị được... này xuống mới được anh, đặng đeo hai ba lần luôn. Rồi đó là gì đặc biệt á, bỏ khóa an toàn xong. Đó. Ủa, vậy đẹp hơn rồi đúng không anh? Ok. Diamond boy. Ok, cảm ơn các bạn xem video. Thank you. Video, not video. Video. Okay. See, video better. Okay. Mình học tiếng Anh rồi, thấy không? Ok, ok. Mình ra học tiếng Anh nói video. Đừng, nó quen á, nó thành video. Chơi video. Ok, giờ... 6 giờ, 7 giờ đi ăn, muốn chơi, muốn đâu chơi được không?